Wow, trời ơi, cuối cùng cũng đã xong rồi các bạn ơi. Hơi mới mua cái tivi quá trời xịn luôn nè, trời ơi, quá trời bự luôn. Hơi hôm nay các bạn, mình á, mình đặc biệt mình mới mua cái tivi này á, để mình, để kiểu sao ta, để mình rủ một cái người mà gọi là người quen của mình á, ở dưới quê lên coi một cái, gọi là cái MV mới mà đã lâu lắm rồi. Mình nó mới ra đó, của MV của Vanlet bạn. Đó, Vanlet đó, mấy bạn có biết không? Đó, MV gì đó, lớp học YouTuber gì đó, không biết nữa. Nên bây giờ mình sẽ để coi em, để coi cái người anh đó của mình nó lên chưa, rồi mình sẽ rủ người anh mình coi chung ha. Và ok, trước khi bắt đầu video này, các bạn hãy lại cho mình một nút like, nút share, nút subscribe và đăng ký cái hành vi của Xin Tố Tim nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thôi bây giờ đâu rồi, hơi không biết ổng lên chưa nữa trời. Ơi đâu là đâu vậy ta, sao khó tới kiếm gì vậy ta. Ui anh Red, anh Red ơi. Ôi trời ơi. Sáng giờ đãi vợ đi vòng kiếm nhà em đó. Sáng giờ em đãi anh nè. Được. Ủa, kêu mày, mày kêu anh lên làm gì vậy? Trời ơi, anh không biết hả? Hôm nay á là cái ngày mà MV mà gọi là MV tiền tỷ của Vanlet ra đời đó anh. Ủa vậy? Nên em đã sẵn sàng mua một cái tivi nè, rồi anh em với anh coi kiểu mà ngồi hóng cái MV đó coi như thế nào á. Chịu không anh? Được. Trời lâu quá không gặp anh Vanlet rồi đó. Ôi. Tivi mới mua nè, anh coi nè. Ủa trời đẹp chưa? Trời ơi. Quá bự. Vào. Được. Đâu này, để bây giờ hai anh em mình mở lên coi nha. Rồi. Ok. Ủa. Ủa anh. Ủa. Ủa cái gì vậy? Ủa. Ủa. Bị gì vậy? Ủa lên. Trời, tivi giỡn rồi. Không có giỡn. Trời ơi. Thôi anh lại đây, anh coi với em coi. Trời tự nhiên. Ê. Ủa, bị gì trời? Ôi coi chừng nó nổ nha. Ôi. Ây da. Ây da nhức đầu á. Ây da. Trời ơi. Ủa. Đang đâu vậy? Ui. Cái gì vậy? Anh ơi, cái gì vậy? Ủa, sao mình bị dốt vậy? Ủa, mình đâu? À, hồi nãy đang coi tivi mà anh. Ủa? Phòng gì? Ủa? Ơi, sao anh nhớ nha, hồi nãy là rõ ràng là hai tụi mình đang đứng ở trên tivi sửa hả? Ừ đúng rồi, em cũng thấy vậy á. Ủa? Ê khoan, hồi nãy như cái tivi nó nổ hay sao anh? Em nghe cái đụng cái á. Không, nó không có nổ đâu, mà nó còn có mấy cái gì nó hút. Ơi có khi nào mình bị hút vô tivi không vậy? Ôi, tự nhiên nãy em bật cái MV của mình lé lên, cái tự nhiên mình bị gì vậy trời? Có lẽ nào? Rồi xong toán rồi. Ôi đây là ơi, thả tôi ra đi trời. Ủa rồi căn phòng gì đó không có cửa kẹo gì chân vậy? Ơi vậy tính ra là tụi mình đang trong cái tivi á. Hả? Ơi. Rồi vậy sao ra? Ơi. Em có ở nhà không? Kêu nó bật mở tivi rồi, lo tụi mình ra. Trời ơi, giờ này mọi người đi chơi, đi du lịch hết trơn rồi sao đây? Ê khoan, trời bây giờ ơi, mình tự thoát được không anh? Anh suy nghĩ có cách nào không? Trời hả? Anh nghĩ là mấy cái này cũng phải có cái gì đó thông qua chứ. Ôi, hình như là nếu anh... Để đập thử mấy cái bức tranh thôi anh, thử coi có cái nào nó rớt cái kiểu cái công tắc hay là cái gì không? Chứ đâu, không nghĩ chỗ này... Đập thử đi. Đâu. Ôi, anh. Ủa? Ủa không có thiệt luôn. Ôi ơi, còn hai cái này hơi hy vọng. Ui không có rồi anh ơi. Xong toàn luôn. Còn một cái nữa. Hy vọng. Giọng. Ê khỏi cửa. Đánh đũa thiệt nè. Khoan nha, bây giờ em sợ cái này mở ra nó có cái gì là chết rồi luôn á. Gì không? Đâu. Ủa. Ui còn cái cửa nữa. Có thêm một cánh cửa. Ui. Anh đi trước đi. Ok. Ui cái gì á. Ui cái gì. Ủa cái gì vậy? Ui cái gì vậy? YouTuber. Dạ. Cái cảnh này quen quá vậy? Ủa là sao anh? Sao quen? Hình như cảnh này trong một cái trailer của anh Vanlet thì phải. Ủa. À, đúng rồi các bạn ơi, cái MV của Vanlet là cái gì? Lớp học YouTuber gì đó. Phải không ta? Ui vậy là mình biết đúng rồi. Ui à, ê cái gì vậy? Ủa nhưng mà cái căn phòng này nó chia ra 3-4 cái cộng, 3-4 cái chữ gì tùm cho nha anh. Ui. Hình như là mình phải đi giải mã hay sao ấy. Ui rồi sao ra trời. Ủa rồi hỏi. Hả? YouTube Moi. What? What the fuck? YouTube Moi. Ê cái gì vậy? Phải nào? Cái gì? YouTube người giấu ít là gì trời? Rồi Thử thách. Ê. Em thử tìm cho mấy cái này ơi, có cái gì không? À rồi vậy mình hiểu rồi bạn ơi. Là chúng ta phải kiếm những cái chìa khóa hay là cái gì đó để mở những cánh cửa trong những căn phòng á. À trời ơi. Ui không thấy rồi. Anh thấy không anh? Ơi con ra đây nè. Đâu. Ui. Ơi.
À, thằng bây giờ tụi mình vô đây, tụi mình vô đây khám phá thử coi trong đây có cái gì ha. Ui có cái cửa trong này nữa nè, vô. Cái gì vậy? Môi gì vậy? Gì vậy? Trời cắt môi. Môi không vậy? Một hình ảnh cực kỳ quen thuộc. Ui để ca cắt môi gì kìa. Ui cái gì vậy? Ủa đây đây ca cắt môi. Ui mấy, ủa sao mấy ông này là ai đây tự nhiên sao đứng đây vậy trời? Ủa anh cũng biết luôn á. À em hiểu rồi, là trong cái MV của Vinlet á là chắc là nói về những cái kiểu mà sao ta, những cái trend mà cắt môi trên mạng, trên YouTube á anh. À rồi biết cái trend này rồi. Trời, ông nào cũng đúng thật sự luôn, cắt môi nè, đầu này đầu cắt môi nè. Ủa vậy là bây giờ là mình phải làm sao để đi những đi qua những căn phòng kia ta, hay là mình phải đánh với mấy ổng hả trời? Ờ ổng. Ôi bạn ơi, ai vậy? Bình tĩnh đi. Ấy da, bình tĩnh. Hồi đồng đó. Ôi, đánh đau người luôn chứ. Mày châu vậy? Trời ơi, em bình tĩnh ơi. Ôi mấy người kia bình tĩnh nha, chưa làm gì trơn nha. Ê, đó, cái gì? Mày, ơi, trời ơi. Ê, phải đâu, trời ơi. Ôi, trời ơi, nó mạnh quá. Ui, ê, tránh ra, tránh xa anh tao ra. Ui, ê, đại ca nó quýnh kìa. Chết ơi. Ui, em ơi. Em quýnh chết đại ca rồi. Ui, đại ca gà. Ở đông đó. Ui, nó gà quá, chìa khóa, chìa khóa. Nó gà cuốn sách. Nè, này là gì đây? Đọc thử coi. Cái gì? Gợi ý thứ nhất. Nói thoát hiểm bên trái. Ủa là sao? Đổi thoát hiểm bên trái. Ủa là sao ta? Sao? À, vậy là cái chữ YouTuber này là cái lối thoát hiểm gì nè. Nhưng mà làm sao để mình gà ta? Ôi, khoan, nhưng mà nó có cái cần gạt này, hình như là qua bên đây nè anh ơi. Ủa gì hả? Ờ, khoan, bây giờ mình qua đây thử nha. Qua bên đây là gì đây? Đây. Ủa gì vậy? YouTube giang hồ. À, thì... À, hiểu rồi đó. À, là bên đây là kiểu sao ta? Là căn phòng nói về những cái content trên YouTube đó các bạn. À, thử... Cái này quá quen thuộc luôn. Thử thách ăn mày. Gì vậy cha? À, không lẽ... Ủa? Không lẽ mình vô căn phòng này mình chỉ coi vậy thôi ha? Ủa hay là mình... Hả? Sao anh? Con nước ngủ đây nữa. Ý, để làm gì vậy? Làm gì vậy? Sao quấy lấy gì vậy? Trời ơi. Ủa? Rồi gọi sao đây con? Đây YouTuber cosplay. À cosplay con à mong hết. Còn này là YouTuber giang hồ nè đó. Ồ. Đại ca. Bây giờ mình làm gì đây? Không lẽ mình đánh tụi nó hả? Ủa vậy luôn hả? Phải không? Giống như phòng ui, bên kia đó. Mình đánh mình mới có nhiệm vụ. Phải không ta? Ôi thiệt. Trời ơi. Ôi thiệt á. Ôi gì quýnh hơi mới. Ôi giang hồ hơi căng nghe anh. Ôi. Ê. Trời ơi nó mạnh quá em ơi. Quả chó. Ê. Đâu vậy mày? Giang hồ giết con bộ á. Đâu. Ui rồi thằng em ông ớt này coi chừng nó là kẻ giết người nó giết mình luôn á. Không. Nếu mà nó là kẻ giết người thì nó không thể nào để chữ là YouTuber được. Hiểu không? À đúng rồi. Cái này mà giết người là bị YouTube ban liền. Ê, ui trời ơi, yếu mà gai gió hả mày. Amazing, good job em. Ê, còn yếu. Thằng này xử luôn anh. Thằng này gọi là đang chiêu. Ui, yếu vậy. Gớt gì vậy? Ủa yếu cái vậy? Nó gớt cái gì nè? Rồi, để em đọc thử coi. Ờ, cái gì? Ờ, gợi ý thứ hai, rồi lót thứ sáu. À, vậy là kết hợp giữa cái thứ nhất. Ê kìa, anh ơi, cái kìa. Vậy kìa. Thôi, em ơi, bỏ nó luôn đi em ơi. Ờ, bỏ nó luôn đi. Đi ra anh ơi, đi ra. Còn đóng cửa lại. Ok. À hãy gì cái gợi ý thứ nhất á là gì đâu. Tối thoát hiểm bên trái. Trái nè. Đúng rồi. À, là qua bên đây. Từ bên đây mà đi qua bên đây bên trái. Rồi mà nó đúng nói rồi. Là ô thứ 6. Mình nghĩ là đếm đây nè. 1 Ô thứ 6 3 4 3 4 5 À đây nè. Nó cho mình cái này là gì. Cái cúp luôn. À, cái cúp là mình phải đào. Phải không ta? Ui, thiệt ra anh ơi. Rồi, đúng. Ủa, thiệt luôn. Trời ơi. Nãy giờ mà nó nói sớm mà mình đâu cần phải qua mấy căn phòng ở đâu. Trời ơi, mệt muốn chết vậy đó. Hát não. Ok, qua thôi. Anh, ủa cái gì? Cái gì? Trời, cái này là ý nói là mình muốn cái gì nè, đúng không? Đúng rồi. À, thôi, theo em á, em muốn có tiền. Yeah. Đúng nha. Trời ơi, anh muốn anh làm gì đam mê mà. Chắc không? Chắc. Ok, em vô đây. Tiền nha. Trời ơi, thì ra nó dụ các bạn ơi. Nó dụ. À,
ấy ra là biết rồi nha, cái này nó giống kiểu là bạn muốn trở thành YouTuber để làm cái gì á đó, ví dụ em vì tiền phải không, là hả, nó cho em xuống dưới đó nè đó, mấy người YouTuber làm vì tiền là xuống dưới đây nè, không đó. Trời ơi, vậy là hai cái cổng này mình chọn không được rồi, chắc chắn chọn không được rồi. Bây giờ chỉ còn cánh cổng đam mê này thôi. Đúng rồi đó, trời ơi. Nè, anh là làm YouTuber cũng được gần 3 năm rồi đó. Thời gian là hả, làm vì đam mê nhiều hơn. Thôi em sẽ theo anh, em sẽ làm vì đam mê, em sẽ không vì tiền gì nổi tiếng đâu. Mấy cái này nguy hiểm quá. Đúng rồi đó, bây giờ vô đây em. Vô thôi. Ui, có cái hang gì nè. Ôi khoan, tỉnh, cái này an toàn. Ê, em thấy có cái đường gì nè anh. Trời mở, thử coi. Ui gì nè anh? Cái gì? Anh mở ra, anh lấy giáp đi, có giáp. Trời, làm gì đam mê, nhiều kim cương dữ vậy. Ôi, có giáp, có kiếm nữa kìa, có vũ khí nè kìa. Làm gì ta? Không lẽ là mình sắp phải tới căn phòng cuối cùng hả? Ê, mới cho mình đồ vậy đó. Chắc vậy quá. Ôi, có lỗ như vậy làm gì vậy? Em không biết nữa, em nãy đi xuống em thấy có cầu thang nè, nhưng mà em nghĩ là một cái đường hầm. Đi thử ra. Tao đi thử đi. Ui, bên đây có cầu thang nữa nè. Ui. Ôi ơi. Ui, ở trên em thấy nguy hiểm nha. Phải không? Để em xông pha lên. Ui, lên. Ui, cái gì á? Mới lên mà thấy gì. Ui, anh lên thử coi thử đi. Tao thấy cái coi. Gì mà áp lực anti-fan gì kìa. Ôi ui, tránh ra tao ra. Ui mày, đây mày, em nghĩ là đây là cái căn kiểu mà căn phòng u tối của cái lúc mà mình làm YouTube á. Ủa vậy luôn hả, có điều đó luôn hả? Mẹ nó ghi khó khăn áp lực gì anti fan đâu quá trời nè. Ui còn thằng mày hả mày. Ui vậy là mình chiến thắng. Ui cái gì? Ủa ai vậy? Ui banh led kìa, nani banh led. Ôi cái này căng rồi nha anh, ra đây. Hình như là mình phải tiêu diệt người anh ấy rồi mình mới thoát được á. Trời gì luôn, đâu có phải không, anh nghĩ là không phải gì đâu. Chứ bây hello giờ... đâu để em hỏi anh ta ơi. Ê hello. Ui ơi, kìa, không phải bị tiêu diệt thiệt anh ơi. Ôi anh ơi, anh tính lại đi đó. Ơi anh nghỉ YouTube 2 năm rồi anh, sao vậy anh? À đây là căn phòng mà nói về áp lực của Van Led anh ơi. À hiểu gì, đây không phải là Van Led. À đây là Van Led Frake. Mày. Ui, mày. Anh đi ăn lắc thiệt đây. Ui, mày hả mày. Hây. Ui, mạnh quá. Ui, trâu quá trời. Ê, luôn kìa. Mày lắc này, mày lắc pha ke đó. Mày hả mày. Ui, anh đi ăn, có lên. Ui trời ơi, em đông hết rồi, cái dao em cùi quá. Ui. Ui. Ui, gỡ ra cái cúp kìa. À, không lẽ cho mình kim cương hả trời. Wow. Đây đâu, để em đào thử coi. Ôi trời ơi, có kim cương rồi. Ủa nhưng mà làm sao để gỡ ra khỏi đây trời. Bây giờ em phải đào hết đống kim cương này đi rồi tính gì tính. Ok nô, trời ơi, đào cái này nữa rồi mình sẽ mướn vệ sĩ mình đi về đây anh. Quá đã luôn, còn một cục cuối cùng. Hey. Hey. Ui. 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 Cái hang gì cả anh ơi. Ui sao dữ vậy? Ủa, có khi nào là cái hang này nó đưa mình về khỏi cái nơi này không? Phải không? Để nhìn xuống thử coi. Anh trời ơi. Trời ơi, thôi. Trời ơi. Em xuống dạy anh. Còn cái tivi gì mà nó hút mình vô chậm không vậy? Trời ơi, em đâu có biết đâu, tự nhiên cái MV đó nó bị cái gì ấy, rồi cái từ nó hư làm hư cái tivi rồi nó hút mình vô đó trời. Hên quá. Trời ơi. Mệt quá. Thôi coi thoát ra được rồi. Thôi. Ok. Và nếu các bạn thích video này đừng quên để lại cho mình một nút like, nút share, nút subscribe nha các bạn. Ok. Và đừng quên đăng ký kênh anh Red luôn nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ôi rồi đi về mấy bạn ơi. Thôi tạm biệt anh Red nha, bye bye. Ok, mua TV mới đi nha em. Ok anh.